Những cái loại trái cây giúp mẹ sau sinh lợi sữa, nuôi con khỏe mạnh và ít ốm đau. Đây là những cái điều rất nhiều những cái mẹ phụ nữ sau sinh nó quá quan tâm. Vậy thì những cái loại quả nào? Thì hãy cùng tôi đến những cái thông tin. Sau sinh thì những cái loại trái cây này ăn vừa nhiều sữa này, lại nuôi con khỏe và nuôi nhàn tênh thì các mẹ nên thuộc lòng ngay. Trước tiên đó là quả chuối. Chuối có cái hàm lượng chất cellulose và sắt nên cái việc ăn chuối nhiều và thường xuyên sẽ tái tạo hồng cầu để bù vào cái lượng máu đã mất sau sinh này, giảm cái hiện tượng táo bón. Và hơn nữa thì ăn chuối sữa này rất là nhiều, bởi cái lượng sắt trong sữa cũng tăng theo con bú và phòng tránh được cái chứng thiếu máu sắt ở trẻ sơ sinh. Tuy nhiên là vì chuối là thực phẩm ngọt mang tính lạnh nên mẹ cũng không nên ăn quá nhiều, đặc biệt trong cái vài ngày sau sinh. Nếu có nếu mà có thể, bưởi, cam và quýt. Bưởi không chỉ là trái cây là bổ sung nhiều vitamin C trong quá trình mang thai, mà còn sau sinh đây là một loại hoa quả hữu ích ngăn ngừa tình trạng tiếp tục chảy máu ở sản phụ. Và bưởi là một cái trái cây vàng vì là dưỡng chất cần thiết, còn chứa pentogen, một cái loại thực vật nên có tác dụng làm đẹp da này, trở lên làm tiêu mỡ này, hạ được cholesterol chứa axit, giúp cái tiêu hóa khi mẹ ăn quá no. Và với những cái mẹ mong muốn nhanh chóng lấy lại vóc dáng mà không muốn ảnh hưởng đến cái chất lượng sữa khi ăn thì bưởi, nếu mà các mẹ ăn bưởi thường xuyên ấy, thì sẽ điều chỉnh được cái lượng insulin, một cái loại hormone dự trữ chất béo giúp giảm cân. Quả sung. Trong quả sung thì có vị ngọt này, hơi chát, tính mát, tác dụng thông huyết, lợi tiểu, chỉ, thấm, tiêu đàm, tiêu thủng, tiêu viêm, sát trùng, bổ huyết. Và đồng thời quả sung và lá non có giúp lợi sữa, tăng tiết sữa cho mẹ mới sinh con. Hay là quả đu đủ với nhiều chất khoáng này và các vitamin, sắt, kẽm, chất xơ đu đủ sẽ giúp hệ tiêu hóa của mẹ sau sinh hoạt động tốt hơn. Và ăn đu đủ thường xuyên giúp tăng cái sức đề kháng này, bổ máu này, nhuận tràng này. Và không chỉ bổ sung thêm dinh dưỡng mà các cái món này còn giúp tăng tiết sữa cho mẹ, chữa suy nhược cơ thể, giảm căng thẳng đầu óc. Dứa có cái tác dụng giúp tiêu hóa của mẹ và bé tốt hơn và đồng thời hạn chế cái tình trạng tiêu chảy, lợi tiểu. Ngoài ra dứa có rất giàu vitamin B1, loại bỏ cái việc là mệt mỏi, tăng cái sự thèm ăn, có lợi cho sự phục hồi cho mẹ sau sinh. Hay là quả dưa hấu thì chứa rất là nhiều kali này, vitamin C, canxi cũng như là nhiều khoáng chất quan trọng. Và trong dưa hấu giúp giải nhiệt, lợi tiểu và tăng cường khả năng phục hồi của da. Và hơn nữa ấy, dưa hấu với cái lượng nước dồi dào này, dưa hấu là sự lựa chọn tuyệt vời giúp mẹ bổ sung chất lỏng cũng như cơ thể, giúp sữa tiết ra nhiều hơn. Hay là long nhãn. Long nhãn thì có vị ngọt, tính bình, không độc và một loại quả tốt cho việc là bổ huyết, dưỡng tỳ. Và sản phụ bị suy nhược sau sinh ăn một lượng long nhãn tươi hoặc là long nhãn khô thích hợp vừa đủ, có thể bổ khí cho tỳ vị và vừa có thể bổ máu. Với những cái câu hỏi và thắc mắc là các mẹ sau sinh thì ăn những cái loại quả nào để lợi sữa, thì các bạn đã có một những câu trả lời cụ thể nhất và tôi đã đưa cho các bạn những cái thông tin, những cái tác dụng của từng loại quả để cho cái việc là nhiều sữa và con lại khỏe mạnh, nuôi con nhàn tênh của các chị.